Sau 9 tập của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, bên cạnh Hồng Nhung, Trang Pháp, Phương Vi nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng. Emily cũng gây chú ý khi có sự thể hiện vượt trội, chưa lần nào vào top thí sinh nguy hiểm. Ở thử thách nhảy của tập 9, Emily cũng chính là người giành chiến thắng. Không ít người khen ngợi Emily, cho rằng cô là nữ nghệ sĩ đa tài khi có thể hát, rap, nhảy và chơi nhạc cụ tốt. Khi đảm nhận vị trí trưởng nhóm, Emily luôn biết cách phân chia nhiệm vụ hợp lý dựa trên ưu điểm của từng thành viên. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen của công chúng và các chị đẹp, một số ý kiến lại cho rằng Emily được ưu ái khi tham gia chương trình này. Không ít người còn cho rằng Phương Vi và Diệp Lâm Anh xứng đáng chiến thắng ở thử thách nhảy vừa qua hơn. Về điều này, Emily cho biết bản thân cô và Phương Vi, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh đều làm rất tốt trong thử thách nhảy. Song, cô có thêm chút may mắn, được bình chọn cao nên mới giành được chiến thắng. Trước chiến thắng của Emily, Diệp Lâm Anh, một trong những đối thủ của Emily ở thử thách này, cho rằng bông hồng lai xứng đáng với vị trí số 1 trong màn thi nhảy. Diệp Lâm Anh cũng cho biết cô rất mê nhan sắc và sự nỗ lực của Emily trong suốt hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Khi một vũ công có thể vỗ tay cho một vũ công khác, một là cô ấy tỏ ra lịch sự, hai là thật sự yêu thích người kia. Diệp Lâm Anh biết mình là vế số 2, cô bày tỏ. Diệp Lâm Anh cũng khẳng định những chia sẻ trên của cô không phải để bênh vực Emily mà chính là những suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng cô. Không chỉ vậy, hồi tập luyện cho phần trình diễn trước công diễn 3, Emily đã khiến dàn chị đẹp hốt hoảng khi ngã đập mặt xuống sàn trong lúc nhào lộn. Theo lời Khổng Tú Quỳnh, dù ngã khá đau nhưng Emily vẫn cố gắng trở lại tập luyện để cả nhóm có màn trình diễn tốt nhất. Về phần Emily, dẫu trải qua đau đớn, cô vẫn lạc quan, cho rằng bản thân may mắn vì cú ngã không để lại vết thương hay sẹo trên gương mặt cô. Nhận xét về Emily, ca sĩ Phương Vi cũng cho biết Emily rất nhiệt tình, hết mình quan tâm đến mọi người. Phương Vi còn tiết lộ, dù là đối thủ, nhưng Emily vẫn không ngại hướng dẫn cho Phương Vi nhảy để tham gia thử thách. Bấy nhiêu phút trên truyền hình không đủ để kể hết những gian nan, vui buồn trong khoảnh khắc chị em nâng đỡ, che chở cho nhau qua sóng gió, Phương Vi chia sẻ. Cũng gây tranh cãi tương tự Emily, song Lệ Quyên lại phải tự chiến đấu với dân mạng một mình, không ai lên tiếng bênh vực. Theo đó, Lệ Quyên vốn là nghệ sĩ cá tính mạnh, nhiều lần đáp trả cộng đồng mạng mỗi khi bị góp ý, nữ ca sĩ tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng không ngoại lệ. Suốt các tập, Lệ Quyên đòi công lý thay bạn trai. Nữ ca sĩ thậm chí yêu cầu cho Lâm Bảo Châu có cơ hội dẫn lại, điều này làm mất thời gian của khán giả. Ở tập phát sóng chọn đội cho công diễn 3 kết hợp hội thao, Lệ Quyên bất bình khi Lâm Bảo Châu lên sóng ít. Trên mạng xã hội, giọng ca Nếu Em được lựa chọn đăng clip dàn chị đẹp của Vũ Lâm Bảo Châu nhảy, kèm mô tả, bạn MC như này mà cắt hết chả đưa vào khúc nào, bữa đó nguyên đám vui lắm luôn. Bài viết của Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng khó hiểu. Trong khi hơn 20 chị đẹp chen chúc với thời lượng hơn 1 giờ đồng hồ, việc Lâm Bảo Châu xuất hiện ít là dễ hiểu, không phải bàn cãi. Đến công diễn 3, tại Mashup Ước Gì và Mưa Phi Trường, khán giả tiếp tục phẫn nộ khi Lâm Bảo Châu đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, mặc vest chỉnh chu biểu diễn cùng Lệ Quyên. Trang phục của nam MC cũng khác hẳn dàn vũ công trên sân khấu. Sau công diễn 3, Lệ Quyên tiếp tục tạo sóng tạo gió bằng những câu nói ám chỉ trên mạng xã hội. Cô chỉ điểm một chị đẹp trong chương trình ham hố, thèm khát vinh quang. Cô sau đó tiếp tục có story cho rằng 99% chị đẹp cố gắng, riêng 1% phá hỏng, vứt hết công sức người khác. Hiện, Lệ Quyên bị cộng đồng mạng gắn cho cái tên chị đẹp tạo sóng tạo gió, chị đẹp drama nhất chương trình. Số khác cho rằng Lệ Quyên mất bình tĩnh khi liên tục đăng bài bức xúc, thể hiện cái tôi và cá tính quá mức. Lệ Quyên chỉ nên làm nữ hoàng phòng trà, đừng tự biến mình thành nữ hoàng drama. Trên sân khấu Lệ Quyên có rất nhiều fan, đừng để mình trở thành đối tượng bị công kích chỉ vì drama, khán giả góp ý. Và như Lệ Quyên chia sẻ, cô ngây thơ trong lĩnh vực truyền hình thực tế. Nếu cần, chị đẹp nên ngừng tạo sóng tạo gió, trở lại với nơi cô thuộc về.